cố gắng mấy con, thầy giúp mấy con, thì thầy tin rằng vì ân nghĩa, không phụ ân thầy thì mấy con không nỡ bỏ chúng sanh mãi, mấy con ở lại để giúp cho mọi người còn nhiều đau khổ. Đây là bài của chân niệm. Bài này của Phước Tổ, con viết rất nhiều bài. Theo thầy thiết nghĩ, những bài con viết có nhiều cái ý mới và cũng có nhiều cái rất hay về cái sự mà nhận xét qua nhân quả. Nhưng con cố gắng cô đọng lại một cái bài nhân quả từ đặc tướng, rồi đặc tính, rồi chuyển đổi nhân quả, rồi duyên hợp, duyên tan và kết luận. Vào đầu giới thiệu nên gợi ý người bằng câu hỏi để người ta chú ý vào nhân quả, và từ đó về sau thì con hãy theo thứ tự cái đặc tướng trước, đặc tướng của nhân quả, trước hình dáng của ngoại vật, kế đó là đặc tính của nhân quả. Khi đặc tính xong rồi thì chuyển đổi cái nhân quả bằng cái phương pháp, bằng cách thức chuyển đổi, rồi mới giải thích về duyên hợp của nhân quả. Giải thích về duyên hợp nhân quả rồi kế đó giải thích về duyên tan, rồi kết luận để xác định cho người ta thấy rằng nhân quả là một sự thật, không phải là một ảo tưởng, mà đây là chứng minh cho sự thật bằng qua những nhân quả của thảo mộc. Đó là cái bài con nên làm lại một lần nữa. Thì viết rằng con cặm cụi suốt trong từng lễ nay, viết bao nhiêu lần, bao nhiêu giấy, viết bao nhiêu lần như thế này, chứ không phải một bài này. Đó là cái phần về Phước Tổ siêng năng tu tập như vậy. Thầy rất mừng là đệ tử của thầy rất siêng năng, cố gắng để đem lại sự hiểu biết của mình. Bài này cũng của Phước Tổ. Bài này con đã giải thích những từ chân thật, che đậy, dối trá giữa mình, giữa người. Ở đây Phước Tổ có hỏi thầy như thế này, là trong khi đi khất thực thì trong lúc đó có những người đứng ở trước cái nơi mà con khất thực, cái sức của con á thì con phải ăn 6 bát cơm, mà bây giờ có người đứng nhìn á thì con ngại quá, cho nên con xúc có 4 bát cơm thôi, còn 2 bát thì con không xúc, sợ người ta chê con là người tu sĩ tham ăn, cho nên con không xúc như vậy. Trong đây thì thầy khuyên rằng mình phải chân thật, mình đừng có che đậy, mình đừng có dối trá. Thì cái bài viết của Phước Tồn á, thì trong cái bài viết này thì nói rất rõ là đã hiểu được ý của thầy, cho nên mình ăn bao nhiêu thì mình đến mình xin bấy nhiêu, mình đều ăn, mình ăn ngày một bữa, mình không ngại gì hết, người ta chê cũng được, người ta khen cũng được, mình không cần người ta khen, người ta nói gì cũng được, miễn ngày hôm đó mình sống, mình tu hành, mình sống không có gì cái danh hảo, mà cái sự thật, mình sự thật. Ví dụ như mình ăn 6 bát cơm, mình cứ xúc báo 6 bát cơm mình ăn, đừng có ngại người ta nói mình ăn nhiều rồi mình xấu hổ. Thường thường ở đời họ theo kiểu xã giao, họ đến ăn tiệc nhiều người ngồi ăn, họ ăn qua la thôi, sự thật còn họ chưa phải ăn no đâu. Đó là cái xã giao của họ, cái kiểu cách của họ. Rồi ai có mời họ thêm, họ nói no rồi. Đó là sự dối trá mấy con, sự dối trá không thật. Người tu sĩ chúng ta luôn luôn thành thật, đói thì chúng ta ăn no thôi. Cho nên vì vậy mà người ta chê cười mình gì chê, mình không sợ. Nhưng mà ở đời họ có cái khéo léo, cái xã giao khéo léo để không thiếu thành thật. Mà từ cái không thành thật này, nó dẫn họ đi đến những sự thành không thành thật khác. Đạo Phật chúng ta rất sợ cái sự dối trá trong lòng của chúng ta, dối mình và dối người, rất sợ. Chúng ta phải học thành thật, mà cái giới không nói dụng ngữ, tức là phải thành thật. Cho nên ở đây Đức Phật đã dạy chúng ta, trang bị chúng ta đầy đủ những điều chân thật, không sai trái lương tâm chúng ta chút nào. Như vậy cái bài này con đã viết đầy đủ cái ý nghĩ của từ chân thật, che đậy, dối trá. Thầy đã ghi lại trong cái sự trả lời của thầy với con.
thì con đã viết được đầy đủ ý nghĩa của nó trong cái bài này rồi. Phước tồn về cái bài phước tồn nữa cũng về nói về nhân quả. Con hãy làm lại bài tổng kết nhân quả thảo mộc theo thứ tự sau đây. Nghĩa là con phải theo thứ tự mà con làm lại. Đây là một bài của phước tồn đó. Giới thiệu nhân quả, vào đầu con phải giới thiệu nhân quả, rồi phải đặt thành câu hỏi nơi giới thiệu để mọi người người ta chú ý, và cũng bắt buộc mình phải chú ý. Rồi con sẽ viết đặc tướng, nói về đặc tướng của nhân quả, rồi nói đặc tính, rồi nói về sự chuyển đổi, rồi nói về duyên hợp của nhân quả, rồi duyên toan, duyên tan nhân quả, rồi kết luận. Đó, như vậy con làm lại. Những bài này thì nó có phần duyên hợp, có phần duyên tan, có đặc tướng đặc, nhưng nó không theo thứ tự, mà phải viết thành thứ tự cho nó cụ thể cho một bài, thì chúng ta sắp xếp từ trên xuống dưới, để khi người đọc cũng như mình quán và tư duy lại, mình thấy nó rõ ràng, từ cái này nó diễn biến đến cái khác một cách cụ thể của quy luật nhân quả, nó không phải đi lộn đầu lộn đích như thế này được. Cho nên phần nhiều mấy con quán nó hay lộn xộn, vậy mà buộc lòng thầy phải cho mấy con theo một cái lộ trình để mấy con làm cái bài, để có cái sự tư duy của mấy con từ cái thấp đến cái cao, từ cái nhìn thấy. Bởi vì các con thấy rõ ràng cái đặc tướng của từng cái trái cây, từng cái cây, cây cỏ thì mềm, cái cây gỗ thì cứng, rồi có dây leo, rồi cái trái của nó thì có trái tròn, trái dài, trái méo, trái nhỏ, trái lớn, nó đủ loại, đủ dốc dáng của muôn hình dạng trạng của nhân quả. Chúng ta nhìn thấy cái hình tướng, cái hình sắc của các loại quả, chúng ta thấy rõ ràng nó muôn hình muôn dạng chứ. Trái xoài nó đâu giống trái đu đủ mấy con, mà trái đu đủ đâu giống trái sơ ri, nó đâu có giống nhau đâu. Mà cái trái tiêu, cái hạt tiêu nó đâu giống cái ớt đâu. Mọi cái nó có cái hình dáng của nó mấy con, đó là cái đặc tướng của nó. Cho nên chúng ta nói đặc tướng để thấy rằng cái nhân quả nó vi diệu vô cùng, sanh ra muôn loài nó có đều có hình dáng khác nhau. Chúng ta thấy con người mình thì có hình dáng thế này, nhưng mà con cào cào nó có giống mình không, con chó nó có giống mình không, các con thấy cũng là động vật chứ, nhưng mà tại sao nó dạng trạng thiên hình như vậy? Mà nói dạng trạng thiên hình thì nó có tính chất riêng biệt của nó trong đó hay không? Cái ví dụ như trái chanh nó như vậy, nhưng mà nó có tính chất nó chua. Nhưng mà trái xoài nó có hình dáng nó vậy, nó có tính chất nó ngọt, nhưng mà cái ngọt của trái xoài nó đâu giống như cái ngọt của dưa hấu mấy con, có phải không? Các con thấy nó sai khác từ cái đặc tính của nó, cũng cái ngọt mà cũng cái chua, chua trái chanh nó khác, chua trái cam nó khác chứ, nó đâu có giống nhau mấy con. Đó, tất cả những cái điều kiện mà chúng ta thấy cái đặc tính và đặc tướng của thảo mộc nó thiên hình dạng trạng. Mà nếu mà chúng ta không chịu tư duy suy nghĩ, làm sao chúng ta thấy được thiên hình nhỉ? Chúng ta biết, nhưng mà không nói ra, không tư duy thì chúng ta coi như là biết chúng ta một cách mơ hồ, không cụ thể. Chúng ta cũng biết trái dưa hấu tròn, trái dưa hấu dài, biết trái dưa hấu ở trong ruột màu vàng, biết trái dưa hấu trong ruột màu đỏ, cái sắc tướng nó chúng ta biết hết à. Nhưng bây giờ làm bài thì dường như là chúng ta không nhớ đặc tướng của nó, không làm được cái đặc tướng của nó. Cho nên chúng ta nói gì mênh mông không à, mà lộn xộn. Cho nên vì vậy bây giờ chúng ta là người đã được đào luyện, đã được đào tạo mình cái trí tuệ vô lậu, cái tri kiến vô lậu, thì chúng ta phải được học, được tu, được rèn luyện, được tư duy suy nghĩ để tạo cho mình có một cái sự hiểu biết từng tự sắc lớp, hiểu biết sâu sắc về dạng vật của vũ trụ, mà về dạng vật của vũ trụ trong đó có con người của chúng ta, để biết từ đâu mà nó sanh ra, và nó sanh ra muôn dạng, muôn hình dạng trạng để làm gì, để cho chúng ta biết rõ được nhân quả nó đi như vậy, làm chúng ta không bị mê mờ, không bị ảo tưởng, mà chúng ta thấy như thật. Cho nên phước tồn phải làm lại bài này một lần nữa, càng làm thì mấy con càng thấy sâu sắc hơn. Nhưng chân thành con hãy làm lại bài nhân quả con người, và đồng thời nếu có điều kiện con làm lại cái bài nhân quả thảo mộc, sắp xếp từng thấp đến cao trở thành một cái bài. Vì con viết bài có những cái nhìn, cái quán xét, cái tư duy sâu sắc, rõ ràng, cụ thể, nhưng phải theo thứ tự để biến thành một cái bài về nhân quả thảo mộc, cụ thể rõ ràng, từ hình sắc cho đến đặc tướng, cho đến duyên hợp, duyên tan,
sẽ làm cái bài nhân quả con người. Mà làm nhân quả, bài nhân quả con người thì bắt đầu con sẽ nói đường đi của nhân quả. Thầy xin gợi ý cho mấy con đường đi của nhân quả, nó đi chỗ nào? Nó đi nơi thân hành, khẩu hành và ý hành. Nói tổng quan. Và sau này các con sẽ làm bài kế là nói về nhân quả thân hành, rồi nhân quả khẩu hành, rồi nhân quả ý hành, từng phần để kết hợp lại thành một bài nhân quả của con người. Đó là đường đi của nhân quả qua thân hành, khẩu hành, ý hành của mỗi con người chúng ta. Và vì vậy mà chúng ta sẽ thấu suốt được lý nhân quả của con người. Cuối cùng thì chúng ta tiến tới thì chúng ta sẽ đi đến cái nhân quả của thời tiết, nhân quả của vũ trụ. Chúng ta sẽ học đến những nhân quả thời tiết, nó còn mênh mông, nó còn vô cùng sâu rộng hơn nữa, làm cho cái tri kiến của chúng ta hiểu rõ được nhân quả của vũ trụ, nhân quả của trên hành tinh này, nhân quả khắp cùng nơi không gian vũ trụ này, không có chỗ nào là không có nhân quả. Những điều mà chúng ta tri kiến chúng ta chưa hiểu thì chúng ta nhờ cái sự hướng dẫn của thầy. Còn nếu mà chúng ta tu tập có được tâm minh thì chúng ta sử dụng trí tuệ tâm minh, chúng ta quan sát vũ trụ thì chúng ta sẽ thấy nhân quả rất là rõ ràng cụ thể. Còn bây giờ sức của các con chưa đủ thì các con hãy cố gắng làm những cái bài luận mà thầy đã cho lần lượt, thầy triển khai thêm để cái tri kiến các con nhìn vào những sự nhân quả cụ thể rõ ràng hơn. Phải cố gắng mà làm bài, phải cố gắng mà tư duy. Đừng nghĩ rằng tôi chỉ tu nội có đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác là tôi chứng đạo. Chưa chứng đạo đâu. Ở đây chúng ta nghe đạo Phật nói tri kiến giải thoát, sự hiểu biết giải thoát, giới lực đâu là tri kiến ở đó. Đó là những điều mà Đức Phật đã xác định được cái sự giải thoát của chúng ta là ở chỗ hiểu biết của chúng ta, chứ không phải ở chỗ thiền định. Ở chỗ thiền định chỉ chẳng qua là chúng ta tu tập để phá hôn trầm thì nghe. Mà thiền định của chúng ta bây giờ có gì mà gọi là thiền định? Chỉ chánh niệm tỉnh giác mà thôi. Đó là một cái điều mấy con cần phải tiếp tục làm thêm. Chân thành cũng cố gắng để chỉnh lại cái bài nhân quả của mình từ cái theo thứ tự rõ ràng hơn, mà thành lập một cái bài cho nó rõ ràng cụ thể. Và thêm nhiều phần nữa. Nó có nhiều phần mà nó chưa đầy đủ lắm thì phải thêm, như thí dụ nhân quả duyên hợp, duyên tan chưa đủ. Một trận bão, một cơn mà sóng thần, hoặc là một cơn động đất đều là duyên tan ngoại đó. Thì lúc bây giờ chúng ta cũng nêu lên một cái nhân quả duyên tan để mà chúng ta thấy được cái sự tan ngoại. Một cái cơn bão đi ngang qua khu rừng, tất cả những cây đó bị rạp. Một cơn hỏa hoạn thiêu đốt cả khu rừng, đó là cũng là duyên tan mấy con. Tất cả những cái điều kiện mà xảy ra để sự hoại diệt của thảo mộc thì chúng ta đều có thể đưa ra được ở trên cái bài của chúng ta nói về nhân quả thảo mộc. Thì những cái bài này các con hãy làm lại. Thầy cũng nhắc nhở về cái phần của Sư Pháp Ngọt, hãy theo thứ tự con nên làm bài nhân quả thảo mộc trở lại, giới thiệu đặc tướng, đặc tính, chuyển đổi về duyên hợp, duyên tan, kết luận. Theo hôm nay qua một tuần lễ thì bắt đầu bây giờ mấy con sẽ làm lại một cái bài đầy đủ trọn vẹn theo thứ tự thầy đã bật ra, thì mấy con sẽ có một bài, có một sự tư duy rất là sâu sắc về nhân quả thảo mộc. Thầy cố gắng làm một cái bài từ thấp đến cao, từ đặc tướng đến đặc tính, cho đến duyên hợp, duyên tan và kết luận. Thầy chân tịnh có nhìn qua một cái góc độ viết về cái sự mà diễn biến trùng trùng của duyên sanh của các pháp. Đây là một cái phần ở trong cái bài mà luận về nhân quả. Cố gắng tiếp tục viết những cái bài khác nữa, duyên trùng trùng duyên sanh thì phải nói trùng trùng duyên tan, tức là duyên hoại của nó. Thì lúc bây giờ cố gắng làm thêm một cái bài duyên tan nữa. Thầy chân tịnh Minh Nhân, ở cái bài của Minh Nhân thì chỗ nào thầy để cái, thầy có gạch cái lằn đỏ và thầy để sự chuyển đổi nhân quả, tức là cái đoạn đó là cái đoạn nói về chuyển đổi nhân quả. Ở trong cái chỗ mà thầy có để từ cái mắt cây, từ cái mắt cây người ta sẽ dùng cái mắt cây đó mà nó sẽ lên được cái cây, như thí dụ như cái khoai mì, chúng ta cắt cái đoạn cây đó nó có cái mắt, hai mắt hay ba mắt, rồi chúng ta dâm cái cây khoai mì xuống thì cây khoai mì sẽ lên cái cây khoai mì. Thì như vậy là cái đoạn cây đó nó là cái nhân để cho nó lên cái cây khác. Cho nên chúng ta thấy cái nhân quả
nó không phải riêng có cái hạt mà để lên cái cây gọi là cái nhân, mà cái đoạn cây, một cái đoạn dây như dây sắn, chúng ta cắt một cái đoạn dây rồi chúng ta ghim xuống thì dây sắn nó lên cái dây sắn khác, rồi bắt đầu từ cái dây sắn nó ra cái củ, tức là cái quả của nó là cái củ. Cho nên nó muôn hình dạng trạng, là ví dụ như cái cây mía mà chúng ta thấy cái quả nó ở đâu thì chúng ta thấy là cái ngọn nó là cái quả. Khi chặt cái ngọn mía chúng ta găm xuống thì cái ngọn nó sẽ lên cái cây mía, và cái cây mía cũng là nhân là quả trong đó. Bởi vì cái cây mía chúng ta chặt cái lấm mía rồi chúng ta ghim xuống thì nó lên cái cây mía, và đồng thời nó là cái hạt rồi, cái nhân rồi. Và khi mà cây mía chúng ta đem nó ép lấy đường thì cái nước mía nó thành một cái chất đường, nó ngọt, đó là cái quả của nó, cái quả của nó là quả ngọt. Do chúng ta thấy rằng nhân quả nó nhiều hình tướng chứ không phải là chỉ có cái cách thức là như trái xoài, trái cam, trái bưởi thì nó là quả, nhưng mà cái cây nó cũng là quả. Ví dụ như một cái cây rừng, cái cây tràm, cây trầm, cái quả nó đâu? Nó có hạt, có trái chứ. Nhưng mà cái trái của nó ở trong cái hạt của nó, cái trái của nó chỉ có những cái quả của nó mà thôi, để nó lên cái cây thôi. Chứ sự thật ra thì cái quả mà lợi ích cho chúng ta thì cái cây nó là cái quả. Bởi vì chúng ta làm nhà, làm bàn, làm ghế, nó đem lại cái sự lợi ích đó cho nó sử dụng của chúng ta, thì đó là cái quả của nó. Cho nên cái cây rừng, cái sao, cái giới, cái dầu ở trong rừng thì chúng ta nhìn nó không phải riêng có cái quả ở trên cái cây nó ra bông ra trái, nó ra cái quả, nó không riêng đâu, mà cả cái cây nó đem lại sự lợi ích cho người, cho tất cả. Bây giờ cái cây đó nó bị hư, bị mục đi, nó đổ xuống đi thì nó thành ra một cái chất phân, nó giúp cho những cái loài vật khác, một cái cây khác ăn nó để mà nó bổ, hoặc là giúp cho những cái loài mối mọt ăn nó đi, thì cái sự mà mục nát của nó đó, nó là cái quả của một cái loài vật khác. Đó là hình thức của nó, cái cây. Thì từ cái chỗ cái hạt của nó lên cái cây, nhưng mà nhìn chung thì trong cái cây đó có cái quả, mà cái quả đó để cho chúng ta sử dụng bàn ghế nhà cửa, mà cái quả đó để sử dụng cho cái loài vật khác như là mẫu ngọt. Đó là cái quả của nó. Nhưng mà khi mà nó thành phân thành đất thì nó lại thành cái quả cho một cái loài cây khác ăn trên cái mục nát đó mà lên thành tươi tốt, đó là cái quả của người ta. Cho nên nó thiên hình dạng trạng nhân quả, chứ không phải là chỉ thấy cái trái như thế này mới cho cái quả. Như vậy chúng ta, cái nhìn chúng ta quá cạn, cái sự hiểu biết chúng ta không sâu. Vì vậy mà nhân quả, mấy con phải cố gắng làm lại để chúng ta thấy được cái nhân quả sâu sắc hơn. Càng biết nhiều thì chúng ta mới càng rõ nhiều hơn. Sự tu tập của chúng ta mới có những cái kết quả tốt đẹp hơn. Trong cái cố gắng mà làm bài như thế này thì tin rằng trong một tháng, hai tháng mà triển khai trong một bài mà các con cứ tiếp tục làm như thế này, cái đầu óc của các con sáng suốt, và sự sáng suốt đó các con nhìn vào các pháp thế gian không bao giờ các con bị động tâm. Đó thì Minh Nhân con hãy cố gắng làm lại cái bài đó nữa. Về Bác Phước cố gắng làm thêm bài nữa, bởi vì bác làm ngắn lắm, phải cố gắng làm bài nữa. Nhưng thầy thấy bác Phước cái lớn tuổi rồi, già yếu rồi, cho nên thôi thầy nghĩ rằng lẽ ra thì sắp xếp cái lớp của bác phải cố gắng tu tập thêm ở trong cái lớp mà tu tập định vô lậu. Nhưng vì tuổi già sức yếu, thời gian không còn xa nữa, mà nếu mà cứ làm bài như thế này thì tội bác quá. Cho nên những người già sẽ được thầy sắp xếp riêng một cái lớp để thầy dạy. Thầy dạy làm sao giữ gìn được tâm mình thanh thản, an lạc vô sự, và tu tập như thế nào để phá đi bớt những cái hôn trầm thùy miên của mình, để có cái sự tỉnh thức, để có được cái sự tỉnh thức, để giúp cho các bác nếu mà vô thường đến thình lình thì chúng ta có những cái cách thức để mà chúng ta đương đầu với vật sanh tử. Khi chúng ta chết đi thì chúng ta sẽ vào niết bàn mà không còn bị tiếp tục sanh tử luân hồi. Như vậy thì đây là một cái điều cần thiết cho những người già. Tất cả những người lớn tuổi, sau này thầy thành lập một lớp riêng, thầy chuẩn bị cho những người lớn tuổi sẽ được gần kề bên thầy, thì giúp đỡ cho họ trong khi họ tuổi đời sức yếu, họ quá yếu rồi, không thể nào, đầu óc của họ không thể nào mà
làm việc, sức khỏe họ không thể nào làm việc như người còn tuổi trẻ. Cho nên ở đây thầy phải cực khổ với các bác một là phải thành lập các bác một lớp. Thì trong đó, trong cái lớp đó thì có người nữ cũng có người nam, nhưng như vậy là thầy phải chia làm hai lớp, một lớp cho nam, một lớp cho nữ. Mặc dù ở lớp này dù có một cụ già, có một cụ già thầy cũng mở một lớp đi, thầy dạy cho người đó. Còn nếu mà được 2-3 cụ, 5-10 cụ thì rất hay, điều đó rất hay. Nhưng mà ở đây chưa hẳn có một cụ đâu, có nhiều cụ. Cho nên vấn đề mà hướng dẫn cho người già thầy có cách thức hướng dẫn khác. Nếu bắt theo hướng dẫn cho tuổi trẻ thì chắc chắn người già theo không kịp, không đủ sức mà theo đâu. Cho nên thầy phải chịu cực, vì lòng yêu thương của thầy mọi người thì từ cái tuổi trẻ nhỏ cho đến người già thầy đều đem hết sức mình để an ủi cuộc đời của họ, may mắn họ được gặp chút ít Phật pháp trong cái tuổi đời của họ quá ngắn. Mà nếu không an ủi họ mà cứ không cho họ tu, hoặc là cho họ tu cầm chừng thì rất tội họ, bởi vì họ không còn thời gian dài để cứu họ thoát ra khỏi sự đau khổ và chấm dứt luân hồi trong một đời nay, để họ tiếp tục một đời sau biết họ còn gặp được chánh pháp nữa hay không, hay hoặc là họ trôi lăn ở trong tà pháp rồi đời đời kiếp kiếp họ đi về đâu đây. Rất tội khi gặp được một chút chánh pháp thì làm sao đưa cho họ đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Họ bỏ cả gia đình, cả sự nghiệp của họ, một tuổi đời của họ đến nay 70-80 tuổi rồi mà bây giờ được theo thầy, mà họ đó là cái sự quyết tâm quá lớn, mà không giúp họ để chấm dứt sinh tử luân hồi để vào niết bàn thì rất tội cho họ. Cho nên thầy quyết tâm, và đồng thời thầy cũng khuyên các bác hãy bỏ hết đi, đời có gì nữa đâu, các bác còn thời gian ngắn quá rồi, không còn dài nữa đâu, đừng giao lại cho con cháu mình tất cả mọi việc để cho nó làm, đừng nghĩ gì hết mà phải lo cứu mình thoát ra khỏi trận giặc sinh tử luân hồi. Chứ nếu mà các bác còn núng níu chút gia đình của mình, còn chút con cháu của mình không nỡ bỏ, nếu mà lỡ các bác chết rồi ai mà lo điều này cho các bác. Cho nên hiện giờ coi như các bác đã chết rồi thì các bác mới có thể tu tập mới theo kịp, chứ còn không thì mấy bác tu tập không kịp. Lúc nào cũng nhớ con nhớ cái mình, cũng lo lắng cho nó, không biết cái đứa này nó nghèo quá tội quá. Thật sự đó là nhân quả. Cho nên hôm nay chúng ta học bài nhân quả để chúng ta quán xét nhân quả gia đình của mình, rồi mình giao hết cho con cháu. Các con lớn lên rồi, các con hãy lo. Ba còn một chút xíu, cái thời gian ngắn quá để cho ba lo đời sống của ba, để đời sau ba biết có gặp được Phật pháp hay không. Cho nên các con hãy nỗ lực, mấy con hãy nỗ lực, có gì thì có thầy một bên, thầy giúp đỡ cho mấy con, để mấy con thoát ra cái kiếp làm người, kiếp luân hồi đau khổ lắm mấy con. Các con đọc nhân quả các con thấy trùng trùng mà, biết như thế nào đây, một người sanh ra nhiều người, trong khi đó mình có biết cái người nào mà trồng cái nhân quả của mình là sanh ra không, các con chưa biết đâu. Do đó làm sao các con cứu những người đó mấy con. Hiện bây giờ các con hiện tiền mấy con gặp thầy, còn bao nhiêu người mà trong cái nhân quả của các con không có duyên gặp thầy, nó ở đâu không biết không. Các con có đau khổ cho những người đó không, các con đâu biết. Cho nên hôm nay biết được Phật pháp mấy con phải ra khỏi để mấy con cứu lấy cái nhân quả của mấy con. Nó còn đang nhiều người chứ không phải một người đâu. Cho nên vì vậy mà bác Phước hãy cố gắng làm lại bài này lần nữa, rồi thầy sẽ dạy cho con tu tập cho nó hợp với cái sức khỏe, với cái tuổi tác của mấy con, với sự tư duy của mấy con. Nếu không khéo thì mấy con sẽ không bao giờ tu tập tới nơi tới chốn được. Quyên tịnh, con sẽ làm lại, con nên làm lại bài này: nhân quả thảo mộc, đặc tướng đặc tính, chuyển đổi nhân quả, duyên hợp duyên tan và kết luận. Con nhớ làm lại bài này không? Nhớ lại làm bài này. Thiện Thảo, con cũng nhớ làm lại cái bài nhân quả lại. Sự chiến thắng của con về phong trầm thị miên là tốt, nhưng coi chừng, chuẩn bị coi chừng, vì tưởng sẽ đánh vào khi mà chúng ta đã chiến thắng được phong trầm thị miên là một cái điều rất hay. Nhưng luôn lúc nào chúng ta coi chừng sự tỉnh thức của chúng ta thì tưởng sẽ theo đó mà vào. Tỉnh thức vì lúc bây giờ ý thức của chúng ta không hoạt động, nó chỉ biết thôi. Vì vậy mà nó chỉ còn duy nhất có cái biết, thì cái tưởng nó sẽ đánh lạc. Nó đánh lạc thì cái ý thức của chúng ta sẽ bị dừng, cái tưởng thức hoạt động. Thì chúng ta phải cảnh giác từng chút. Mà cảnh giác nó bằng pháp môn nào? Cảnh giác nó bằng pháp môn nào? Thầy xin nhắc lại cho con hiểu, cảnh giác bằng pháp môn như lý tác ý. Thỉnh thoảng chúng ta nhớ tác ý: tâm thanh thản an lạc vô sự, tâm bất động. Thì như vậy để kiểm tra coi sự bất động này thuộc về tưởng hay là không tưởng. Nhưng đừng nhầm,
đừng nhẩm hoài một cái lời nói đó, thì tưởng con sẽ biết, nó sẽ lặp, nó sập lặp lại, con tưởng đó là ý thức của mình, chứ không ngờ là tưởng nó đã lặp. Cho nên khéo léo, bởi vì lúc này là lúc dễ bị tưởng rơi vào trong trạng thái của tâm con. Một hiện tượng nào mà xảy ra thấy nó không thấy nó kỳ lạ là coi chừng hỏi lại thầy ngay, để chuẩn bị dẹp cái tưởng, mà để giữ ý thức thanh thản an lạc vô sự, tức là giữ tâm không phóng dật, để chúng ta đạt được sung mãn tứ niệm xứ. Cho nên khi mà thức tu như vậy thì không nên chế ngự tâm, không nên ức chế tâm mình, mà nên giữ tâm mình ở trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Nhớ điều đó thì từ cái tâm thanh tịnh an lạc vô sự sẽ dẫn dắt con đi đến chỗ có đủ tứ thần túc. Khi nó thanh tịnh, nó xả hết những tâm tham sân si thì tứ thần túc sẽ xuất hiện, và khi tứ thần túc xuất hiện thì lúc bây giờ con mới nhập bốn định rồi thực hiện tam minh. Sau khi mà thực hiện bốn định tam minh xong thì coi như là chứng quả a la hán, coi như là một người đã làm xong cái nhiệm vụ của mình, gánh nặng đã bỏ xuống rồi, không còn cực khổ nữa. Từ đó về sau thì tùy duyên mà quan sát, mà giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ những người tu tập, không vì danh vì lợi. Còn nếu chúng ta học lớp này, thầy xin nhắc lại, nếu chúng ta học lớp này mà chúng ta chưa đủ tứ thành túc thì chúng ta không nên đem giảng. Đừng lấy những lời nói của thầy, đừng lấy những cái điều mà thầy dạy rồi bắt chước đem ra giảng, đó là mình bị danh lợi cuốn mất mình đi. Vì vậy mình phải tu tập cho mình được giải thoát hoàn toàn, mình phải có tứ thành túc, mình phải có định như ý túc, mình phải có tam minh thẳng ngoài hoàn toàn, chứng mà tỏ rằng mình đủ khả năng, đủ lực làm chủ, nó không còn bị danh lợi. Do đó thì các con sẽ lấy khả năng, lấy kinh nghiệm tu tập của mình mà dạy người tu tập, thì mấy con sẽ không có chùa to Phật lớn, không có vật dụng nữa, và đồng thời đời sống mấy con bá y một bát, sống rày đẩy mấy đó làm một gì, du tăng khất sĩ. Còn không khéo mấy các con mà tu tập chưa có đủ thần lực, chưa có đủ tứ thần túc, thì lúc bây giờ các con sẽ dạy người thì dạy người trong danh trong lợi, rồi các con sẽ bị danh lợi giết mấy con chết mất. Chết mất con thì không tiếc, nhưng chết một người đệ tử của thầy thì rất tiếc. Các con bị danh lợi chôn vùi mấy con thì thầy không tiếc, nhưng thầy tiếc một người đệ tử của thầy đã xảy tai để làm cho mấy con chìm đắm trong danh lợi. Cho nên thầy mong rằng sau khi học lớp học này ra thì mấy con tiến tới, dù sớm dù muộn, các con thầy tin rằng các con cũng sẽ chứng đạo quả A-la-hán. Còn nếu mấy con mà dội dàng mà hướng dẫn mọi người tu, sự tu tập chưa xong, thì chắc chắn là các con sẽ bị danh lợi, nó sẽ làm mờ mắt các con, và trình đó các con chỉ còn lý luận che đậy, làm Phật sự. Làm gì cũng nói làm Phật sự, làm lợi ích chúng sanh, Bồ Tát độ chúng sanh, coi chừng danh từ Bồ Tát, mà cuối cùng thì các con bị nhầm, và các con sẽ chết đi với danh từ Bồ Tát. Cuối cùng các con chẳng làm chủ sanh tử, và các con chết trong đau khổ, chết trong nợ nần. Từ đó những ngôi tháp của mấy con là cái mồ chôn muôn đời mấy con không tan rã duyên nợ. Nghĩa là khi đó danh lợi nhiều thì khi mấy con chết, mấy con sẽ xây cái tháp rất đẹp, và cái tháp này mà tan hoại thì mấy con mới trả hết nghiệp. Còn cái tháp này là còn mãi thì mấy con sanh làm chúng sanh, sanh làm người, để mấy con nai cái lưng ra mà làm thân trâu ngựa để trả cái nghiệp nợ mà mấy con đã sử dụng tiền bạc trong danh lợi. Mấy con nhớ, những vị mà xây tháp lớn là những vị chừng nào cái tháp đó tan hoại thì cái nghiệp của vị đó hết, mà cái tháp đó chưa tan hoại thì các vị đó sẽ mãi mãi tái sanh luân hồi. Như các con đã đọc nhân quả, các con thấy nhân quả chưa? Cho nên nhân nào quả nấy. Các con tưởng là mình ngồi không, mình ăn của mồ hôi nước mắt người ta, mình tiêu được sao? Mình tu tập nó mới chuyển hết nhân quả. Mình không tu tập thì cái nợ đó một đồng, một cát, một hạt cơm cũng không tiêu nổi đâu mấy con. Cho nên mình phải trả, mà mình trả mình làm thân đủ loại, đủ vật, đủ người để mà trả. Có khi làm lính, có khi làm tôi tớ, có khi làm những cái con vật mà phải phục vụ cho những người cúng dường cho mình. Biết đời kiếp nào mấy con tu tập được. Cho nên đừng vì danh lợi là đau khổ. Cho nên Đức Phật nói có danh có lợi thì nên ẩn bóng. Nên ẩn bóng. Vì mình tu tập mình biết mình rõ, mình chưa có đủ tứ thần túc,
thì có danh có lợi coi chừng nó sẽ cám dỗ mình, và từng đó mình sẽ bị trôi lăn trong lục đạo và đau khổ vô cùng. Nhớ kỹ lời thầy dạy. Ở đây thì trả lại bài cho mấy con, mấy con sẽ đọc lại những cái lời của thầy khuê trong này mà mấy con làm lại. Đây là một sắp bài vở mà thầy đã chấm suốt một đêm nay cho mấy con. Bây giờ hôm qua là thầy đã làm việc cho bên nữ, bữa nay thì làm việc cho bên nam, và ngày mai thì tiếp tục những cái bài mà nộp cho thầy thì thầy sẽ làm việc bên nữ nữa. Cho nên mấy con thấy giờ phút của thầy không còn có nữa. Do bây giờ thì những cái tập vở này là cũng bài của mấy con làm, thì xin trả lại hết những cái bài này cho mấy con. Những người nào có bài làm thì các con sẽ đọc tên trả lại họ các con. Tại cả chúng con á đang nhóm họp tại nhà con gần 100 hộ, tức là mình nói 100 người đi, thì có thầy Minh Hậu đứng ra dẫn mỗi tháng 2 ngày vào lúc 2 giờ ngày 1 và ngày rằm, ngày mùng 1 và ngày rằm. Chúng con có sách là một cái ngôi chùa không có con động viên á, dẫn động á, thì nhưng nay con phải lên ở đây để tu tập. Thì trong cái vấn đề này á, thì thật sự ra thì làm chùa thì cũng tốt, nhưng có cái điều kiện á, là phải có người hướng dẫn tu tập. Còn không có người hướng dẫn tu tập, mình làm chùa rồi thì mình xứng nhau mình cúng bái tụng niệm á, nó biến thành Phật giáo, trở thành mê tín, con trở thành mê tín, nó sai đi. Mà nó sai đi tức là mình nấu giáo cho Bà La Môn, bởi vì chính Bà La Môn nó dạy mình tụng niệm cúng bái mà. Mà bây giờ nó sai đi đó, mình cứ lo mình tụng niệm cúng bái, mà mình lo tụng niệm cúng bái mà cầu siêu cầu an thì hình thức của Bà La Môn mất đi. Tức là mình dựng lại giáo pháp của Bà La Môn mà mình diệt cái giáo pháp của đạo Phật. Giáo pháp của Phật dạy con người sống đạo đức, sống ăn án việc ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, sống cho mình, sống là người, không làm khổ mình khổ người, chứ không phải dạy mình tụng niệm cầu cúng, không cầu thẳng hay cứu khổ mình, mà chính hành làm thiện mới cứu khổ mình mà thôi. Đó là chánh pháp của đạo Phật. Cho nên Phật dạy chúng ta rõ ràng. Thế mà chúng ta cứ dìm mất lập chùa rồi thỉnh nhiều tượng Phật mà cũng không biết ông Phật đó xuất phát từ ở đâu, rồi chúng ta thờ cho nhiều, rồi chúng ta cứ cầu khẩn được bình an, thì điều đó là điều sai. Cũng hướng dẫn ở ngày rằm, ngày mùng 1 phải đến tụng sám hối hoặc này kia để tiêu tai tiêu nghiệp, mà cứ làm ác hoài mà tụng hoài làm sao hết được. Cho nên những cái này là hướng dẫn sai, sai pháp. Theo kinh sách Đại Thừa như vậy nó đưa chúng ta đến cái tình trạng nguyên tính bạc hầu, là hầu không đúng. Mà bây giờ mấy con cũng có lòng mà họp nhau từ cả tăng hộ để rồi xin phép được các cái ngôi chùa để mấy con sinh hoạt theo kiểu Đại Thừa, thì thấy rất tội. Mấy con chẳng đi đến đâu mà còn hao tốn tiền của và công sức của mình nữa. Do đó thì khi đọc bức thư này thì lẽ ra thì con sẽ còn ở lại quê á, mà không lên đây á, thì con sẽ là người vận động xúc tiến những vấn đề mà có thể lập chùa. Nhưng theo thầy quyết nghĩ khoan đã, con đã khuyên những người đó khoan, để khi nào mà con tu tập con thấy được những kết quả thì con sẽ vận động cho họ về đó để mà thành lập cái nơi đó, để cho các Phật tử đó người ta thọ bát quan trai. Con hiểu được sách thọ bát quan trai của thầy dạy chưa? Và đồng thời con nên về phổ biến cái sách thọ bát quan trai cho họ, để giúp cho họ đừng bỏ họ tội nghiệp, họ cũng có tâm tha thứ với Phật pháp. Con nên vì vậy mà mình hướng dẫn họ đúng pháp, đừng hướng dẫn họ tà pháp. Tu tập của mấy con ghi trong này đó, mấy con ghi cho đúng với cái thời khóa của mình. Nghĩa là mình đừng có phi thời, mà mình phải tu tập cho mình phải giữ gìn đúng. Thế mình đặt cái giờ đó rồi thì nhất định là giờ đó phải dậy, không đừng có trễ nải cái giờ giấc không được. Bởi vì mình phải tập làm chủ cái ăn cái ngủ, mà mình không làm chủ được cái ăn cái ngủ của mình thì mình làm chủ cái gì? Mình ăn ví dụ như sáng nó có đau bụng nhất định là cấm không cho nó ăn, chiều mà nó muốn ăn nhất định không cho nó ăn, trưa ăn thôi, trưa ăn thì ăn bao nhiêu cũng được. Mà khi mà chúng ta tu sâu hơn nữa thì chúng ta biết được cái sức của chúng ta ăn bao nhiêu thì chúng ta lấy bấy nhiêu, không nên ráng ăn. Đừng nghĩ rằng chúng ta ăn ít quá một ngàn bữa thôi, phải ráng ăn cho nhiều để cho có sức khỏe, chứ ăn ít vậy chắc không có sức khỏe. Mấy con đừng có nghĩ điều đó, mấy con đừng có ráng ăn, mấy con ăn vừa thôi, rồi cái sức mà một bữa ăn đó, nó đủ nuôi mấy con.
đừng có ráng quá no, mày con sẽ bệnh bao tử, chừng đó tu không thành Phật mà lại thành bệnh đó, nó khổ. Cho nên ở đây đừng có ráng, mà đừng có sợ chết đói, không có đói đâu mà sợ, tập rồi nó sẽ quen. Và khi nào mấy con thấy nó đói bụng, mấy con nhớ kỹ, khi nào thấy nó đói bụng, sáng nó thấy đói bụng, trưa nó mới có 9 giờ mà cái bụng nó sôi ọt rồi, nó muốn đồ ăn rồi, thì mấy con quán thực phẩm bất tịnh nha. Cái tâm mày, cái bụng mày đừng có thèm ăn nó, nó là đồ dơ bẩn lắm, nhét vô đó là mày thấy nhục lắm đó. Đã biết đồ dơ mà lại còn thích ăn đó, là mày ngu. Mình chửi nó một hơi đi, rồi cái nó bắt đầu, mình chửi nó đã rồi cái bắt đầu nó không thấy đói bụng nữa mấy con. Mấy con cứ làm đi rồi mấy con tắt ý, mấy con chửi nó mới mớ đi, rồi nó thấy nó xấu hổ, nó không còn đói bụng nữa. Chứ không nó đói bụng rồi nó làm cho mấy con khó chịu, nó sôi ruột mấy con nữa. Nó đủ cách, mày sôi ruột đây là mày thèm ăn nè, mày còn thèm ăn như vậy là mày thằng ngu. Ở đời mà ăn cái đồ bất tịnh mà cũng tham nữa. Mày thử coi bây giờ thiêu đuối để cái đồ món thiêu đuối mày ăn được không? Mà nhét trong bụng mày để cho nó thiêu thúi chứ gì, rõ ràng là trong bụng mày bao nhiêu cái đồ ăn nó thúi, chứ nó có thơm được không? Vậy mình ngu quá vậy, mình chửi nó một nước rồi mấy con thấy nó sẽ không có đói bụng nữa. Mấy con làm nó một nước rồi nó hết đói bụng, chứ mấy con không làm nó nước á, nó đói bụng hoài đó. Rồi tới giờ đó cái nó kêu ột ẹt ở trong đó, nó đòi ăn nữa. Cho nên làm cho mạnh thẳng tay nó, nhất định là tao chết chứ tao nhất định tao không cho mày ăn phi thời. Phật đã nói mà, thà chết trong giới luật chứ không chết trong phi thời. Cái ngủ cũng vậy mấy con. Mấy con khuya mà thức dậy không được, nó lười biếng, nó không muốn thức dậy. Mấy con ra ngoài này kiếm một khúc cây, chặt một khúc cây để nó. Mày mà không thức thì cái khúc cây này là do ăn đòn. Nó thấy khúc cây đó thì nó cũng sợ rồi mấy con. Mình chưa đánh nó đâu, nhưng mà nó thấy khúc cây đó nó đã ngán rồi. Cho nên vì vậy đó mà tới 2 giờ là nó bật dậy, nó không dám ráng. Đó là cái thức mà chúng ta tu tập. Bởi vì Đức Phật nói huấn luyện cái tâm của chúng ta như huấn luyện con voi. Mình huấn luyện nó tức là có khi mình phải ham he, nhưng mà có khi mình dỗ dành nó, chứ không phải lúc nào mình cũng đánh đập nó hết thì mình sai. Cho nên mình ham he nó, mà nó thấy quá là cho nó một cây cho nó ớn. Đó là cái sự tu tập của chúng ta phải như vậy đó. Thì giờ khắc mà mấy con đã đặt thành cái giờ khắc của mình rồi thì nhất định chết, chứ không thể phá cái giờ khắc của mình, không để phi thời được. Bởi vì Đức Phật nói ăn ngủ phi thời, mà mình là người tu tập mà đặt được cái giờ giấc rồi thì không được phi thời, sống chết đúng giờ đúng khắc. Và đồng thời từng chỗ đó mấy con sẽ tăng lên tới tận cùng, cuối cùng ngày như đêm không ngủ à. Nghĩa là một người tu mà đã chứng đạo rồi thì phải nói là người đó không ngủ, người ta rất tỉnh thức. Còn bây giờ chúng ta vì si mê cho nên nằm xuống ăn trộm vô lấy đồ mà không hay, có phải không? Thời đó cái si mê đến cái mức độ mà nằm xuống mà ăn trộm, nó cậy tủ cậy nhà mình, nó lấy đồ hết mà nó cứ đi hết. Sáng ra mới hay là mất đồ thì mấy con thấy như thế nào? Mấy con thấy quá si mà. Cho nên đồng hồ đeo thôi quá trời mà cứ nằm đó mà, có phải không? Các con thấy đồng hồ đeo quá lớn làm xung quanh thất người ta ai cũng nghe hết. Thời đó cái ông này sao bây giờ đồng hồ đeo mà sao ông không thức dậy? Thì tại vì ông uống mê quá mà làm sao ông thức dậy? Đó là mình thấy mày si mê quá. Cho nên vì vậy mà khi một lần hai lần như vậy thì các con phải chỉnh đốn lại cái tâm của mình, phải chửi mắng nó một nước. Phải sao mày ngu quá, mày đi mày tu mày ngu gì sao được, đồng hồ reo là phải bật dậy, còn mày không khéo là tao nhất định là tao thức suốt đêm không cho mày ngủ nữa. Thử con này còn ngu không, thì mình làm một bữa coi thử con nó ra sao. Đó như thiện thảo, nó thức suốt đêm, nó chiến đấu tận cùng, 10 ngày sau thì thấy tỉnh mơ luôn. Có gì đâu mấy con thấy, do cái sự quyết tâm của mình mà thôi. Nhưng thầy nói như thế này, tuổi trẻ của nó được, chứ mấy con già già mấy con ráng là mấy con tiêu luôn đó. Coi như một đêm, hai đêm, ba đêm, 10 đêm thì mấy con chỉ cần kéo nhà thương thôi, chứ không còn cách nào khác hơn. Cho nên phải biết cái sức của mình, tuổi trẻ nó vượt qua được đó, chứ còn tuổi già chúng ta vượt không nổi đâu. Tuổi trẻ nó nhiệt tâm, cái nhiệt quyết của nó, khi mà nó quyết tâm rồi thì chết bỏ nó không có ngán. Bởi vì thầy nói rằng cái người mà đang cái lúc mà tích cực mà nhiệt tâm như vậy đó mà được huấn luyện để cho họ tu tập thì họ sẽ tiến, họ tu tiến lắm. Nhưng mà để cái sự nhiệt tâm họ bị mất đi rồi, sau đó họ tu từ từ thì nó rất lâu, tu cũng được nhưng mà rất lâu. Cho nên hầu hết có một số tuổi trẻ vừa đại học tốt nghiệp ra quyết tâm tu, đọc sách thầy thấy ham quá, nỗ lực tu. Thầy tiếc rằng những người nữ như vậy mà được cái cơ sở nữ mà có được một người nữ tu chứng kìm những người này trong vòng thời gian ngắn 7 ngày
7 tháng họ sẽ đạt, chứ không phải tới 7 năm. Cái nhiệt tâm họ, mình biết cái sức của họ và cái tuổi trẻ, cái cơ thể họ đang cái sức mặt, đang cái sức khỏe. Cho nên buộc họ bây giờ chiến đấu tận cùng, phải thắng được giặc thì Miêu Hôn Trầm, là phải thức lúc suốt đêm. Lúc bây giờ nhiệt tâm lắm, họ không có sợ đâu. Họ thức suốt đêm, từ ngày này đến ngày khác, 10 ngày một tháng họ chiến thắng giặc Hôn Trầm sạch. Hả con em? Mà nói về mà cái định tu, mà định tu lậu này, ngày nào đưa ra họ, ngày nào họ cũng viết bài hết. Các con biết cái tư duy suy nghĩ của họ, họ bóp đầu, họ cố gắng, họ tìm hiểu, họ viết. Họ viết ngày nào, nếu mà chịu khó, cứ ngày nào cũng cho họ cái đề tài, ngày nào cũng cho đề tài. Họ viết trong cái thời gian rất ngắn, tạo cho họ có một cái tri kiến giải thoát, toàn diện sự hiểu biết đúng đắn của chánh pháp của Phật. Thì lúc bây giờ tất cả tham sân si không tác động được tâm họ đâu. Okay. Đó là cái sự thật, cái đào tạo sự thật mà giúp cho người ta có cái tri kiến, giúp cho người ta có sự tỉnh thức để phá được cái vô minh lậu mà. Tất cả những cái này đều là dẹp cái hữu lậu, dục lậu và vô minh lậu. Thì người ta sẽ đạt thành cái kết quả của nó, chứ có phải tu tập gì đâu. Thầy đâu có tu tập gì đâu, thầy thấy đâu có gì đâu. Chỉ mình chiến đấu, mình cần mình phải thắng nó thôi. Mà thắng bằng phương pháp chứ, thắng bằng cái bài học chứ. Bây giờ thầy đưa cái bài luận gì nhân quả mấy con, đây là cái bài học rõ ràng. Buộc mấy con phải dùng cái tri kiến, cái sự tư duy suy nghĩ các con biết mà. Thì các con năng nổ, cái sức năng nổ. Bữa nay thì đưa cái đề tài này ra làm, ngày mai thì đưa đề tài kia làm. Làm không xong thầy bảo làm lại. Họ siêng năng, họ nổ được họ làm. Còn mấy con làm riết thôi, trời ơi tôi bết quá trời rồi, tôi sức tôi làm sao mấy con đủ. Cho nên cuối cùng á, một tháng, một tuần lễ mấy con làm bài là thấy mệt quá. Bộ mấy con suy tư không mệt sao? Rất mệt chứ đâu phải không mệt, phải không? Nhưng mà cái tuổi trẻ nó làm nó không mệt. Mà nó được thầy chấm, ồ cái bài này hay, ngắn gọn, đúng, nó mừng, còn nó còn làm hay hơn nữa. Sách tấn nó, càng sách tấn nó nỗ lực hết sức. Và cái cơ thể của nó đủ sức để nó chiến đấu, nó thành tựu. Cho nên đối với thầy, thầy biết được cái lúc mà cái tâm của người, của tuổi trẻ mà nó nhiệt nồng với cái sự tu tập để giải thoát. Giới luật bảo chết, nó dám chết trong giới luật, nó không phạm giới. Còn cái tuổi già của chúng ta, cái tuổi mà lớn rồi, nó yếu lắm. Rồi nó hay lý luận, con, nó hay lý luận. Trời ơi, mình ăn kiểu này chết được sao? Phải không? Thầy cho ăn rau luộc với cơm thôi, ba muối mà tuổi trẻ nó ăn như thường con, nó không sợ đâu. Nhưng mà mấy ông già, trời nuốt không vô, chắc chắn bữa nay có miếng vậy. Thì ngày mai là cái bà mệt rồi, các con hiểu. Cho nên tuổi già mấy con thấy khó tu lắm chứ không phải dễ đâu. Bởi vì qua cái sự mà hướng dẫn, mà đào luyện cho mấy con, thầy biết cái tuổi mấy con phải tu cái gì, chứ không khéo thì nó không đạt. Nó thì cái giờ giấc mà mấy con phân ra được như thế này, thì mấy con phải giữ gìn giờ giấc cho nghiêm chỉnh mấy con, đừng có phi thời. Người nào cũng viết những cái thời khóa đưa cho thầy, thầy thấy cái thời khóa của mấy con như vậy là rất tốt. Nhưng mà chợt thấy được mình sẽ chiến đấu tận cùng. Mình thấy cái Hôn Trầm Thì Miên nó đánh mình bằng cách này bằng cách khác, lúc này lúc khác, thì mình thấy rằng bây giờ cần phải chết nó với nó một lần. Nghĩa là thấy giờ giấc này mình cứ bị trật tới trật lui, nó đánh mình trật tới trật lui, không thắng được. À được rồi, tao sẽ chết với mày một lần, tức là thức suốt đêm á. Từ cái ngày đầu tiên cho đến cái ngày mà nó hoàn toàn cái Hôn Trầm Thì Miên này đi sạch, nghĩa là dẹp sạch nó, thì chúng ta mới thôi. Dù là kéo dài một tháng vẫn chiến đấu, vẫn thức, chết bỏ, thì lúc bây giờ cho chết, thật sự nó không chết đâu mấy con, nó sẽ chiến thắng chứ nó không chết đâu. Thật sự thầy bảo đảm mấy con là không bao giờ ai mà tập thức mà có phương pháp mà chết bao giờ hết. Mình tập thức mình có phương pháp chứ đâu phải mình ngồi đó mình chịu đựng với nó đâu mà nó chết. Mà bây giờ mấy con tập, mấy con có phương pháp thì tự cái phương pháp đó nó giúp mấy con tỉnh rồi mà, chứ đâu phải là thầy bắt có con ngồi đó mà để mà các con chịu đựng dưới cái cơn Hôn Trầm Thì Miên, các con đâu mà nó phải chết. Cho nên mấy con không chết đâu. Nhưng sự tu tập mấy con biết rằng thiền tâm, người ta cũng còn nói một câu nói, chẳng phải một phen xương lạnh buốt, qua mai đâu khá dễ ngửi mùi hương. Mấy con phải chết đi một lần mấy con mới tỉnh lại được đó. Cái mê của mấy con ghê lắm đó. Thầy nói thật sự, mấy con phải chết đi một lần. Nghĩa là mấy con phải tu tập đến cái mức độ mấy con chết đi một lần. Như các con nãy nghe thầy Chân Thành nói, các con không lưu ý với gì. Thầy nói hai cái bánh chè của thầy nó lỏng lẻo hết rồi, đi hết nổi rồi mấy con. Mấy con hiểu khi mà nói vậy, các con thấy chỉ còn có nước bò thôi chứ còn không nước đi được đâu. Mà thầy nói cái bánh chè mấy con, chỉ thầy biết là mấy con nghe nó qua mấy con, lướt qua mấy con không biết đâu. Nhưng mà bây giờ hai cái chân của mấy con mà đi thân hình niệm rồi, nó rụng rời rồi, nó hết đi nổi rồi. Hai cái bánh chè là hai cái chỗ này nó rời ra rồi, bây giờ nó hết có đứng gì nổi. Các con hiểu chỗ mà thầy Chân Thành nói. Nó tận cùng như vậy đó mình mới thắng được nó, tức là phải chết đi đó mấy con. Mà nếu tu mà không chịu chết đi một lần thì thầy chắc là khó mà chứng đạo.
Bởi vì mình phải chiến thắng giặc sinh tử mà, chứ đâu phải là cái chuyện mình tôi chơi được đâu. Trước mặt mình là nó đánh mình tan nát, nó đâu có đầu hàng mình đâu. Mà mình có pháp của Phật dạy, có cách thức để chiến đấu, có vũ khí lại nhẹ lại nặng đủ loại. Bằng chứng mấy con thấy phải bốn pháp đi kinh hành phải không? Đó là thứ nặng thứ nhẹ trong đó, chứ đâu phải có một thứ. Có phải không? Mày dùng cái cỡ nào thì tao dùng cỡ nấy, tao cũng diệt mày, chứ phải không? Còn bây giờ các con phải dùng tri kiến của mấy con để diệt giặc sinh tử, tham sân cái gì. Thì các con phải động não, các con phải làm tất cả những gì mà các con hiểu. Từ lâu tới giờ các con đem cái đầu óc của mình hiểu có một nắm à. Mà bắt bây giờ các con phải hiểu cả một bầu trời, các con phải đem cái sự hiểu biết đó ra. Chứ đâu phải các con còn cất giấu trong đó được, phải không? Mà nó chưa hiểu thì phải banh nó ra. Mày không hiểu, tao phải bắt mày hiểu. Thì nó phải hiểu thôi, mình buộc nó mà, thì nó phải hiểu. Mà lại có thầy gợi ý cho mình hiểu, mà tại sao là mình sợ? Phải chi không có thầy thì chắc chắn là mấy con không, tôi bí rồi, tôi không biết làm sao nữa. Mà có thầy thì có thầy thì đâu có sao. Thầy có đủ cái trí tuệ tam minh, nhìn thấu suốt được những cái lý nhân quả, những cái lý các pháp. Cho nên thầy khéo léo gợi ý cho mấy con, để mấy con hiểu được cái chỗ đó mấy con vào. Còn nếu không có thầy thì không có người thông suốt thì mấy con làm sao hiểu? Không gợi ý đúng làm sao mấy con hiểu? Không, mấy con nhớ là tu thì phải có thầy, tu thì phải có Phật hướng dẫn chứ. Mà pháp của Phật mà không có thầy thì đương nhiên không có người mà tu chứng thì người ta sẽ hiểu lệch. Người ta hiểu là bằng chứng là chúng ta tại thấy kinh sách Đại Thừa đã là cái hiểu lệch rồi. Đó, cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rằng tới cái thời của thầy mà nói ra thì các con thấy ngày đó phải làm chủ, sanh già bệnh chết mới là đạo Phật. Còn tu tập mà sinh già bệnh chết không làm chủ không phải đạo Phật. Cúng bái cầu khẩn cầu siêu cầu an, ngồi thiền mà đau phải bệnh phải đi nằm nhà thương thì mấy con nghĩ như thế nào? Có phải đạo Phật dạy chúng ta đi nằm nhà thương không? Có bao giờ điều đó đâu. Ông Phật bảo chúng ta phải làm chủ sinh già bệnh chết. Trên pháp tứ niệm xứ Đức Phật dạy cũng rất rõ, trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Nếu thân chúng ta không đau bệnh thì làm sao gọi ưu phiền? Mà trên thân biết nó đau bệnh rồi thì phải khắc phục nó, thì khắc phục phải bằng pháp chứ sao. Cho nên rõ ràng là Phật pháp dạy chúng ta làm chủ sinh già bệnh chết rõ ràng. Tại sao chúng ta không tu tập để mà chúng ta đau bệnh mà chúng ta đi nằm nhà thương, đi bệnh viện? Bây giờ quý thầy xem coi phải không? Chúng ta là tu sĩ mà mang cái thân bệnh này vào nằm bệnh viện, chúng ta có xấu hổ với Đức Phật không? Ông Phật ông ngồi đó ông khóc chứ. Trời ơi, con tôi bây giờ nó đau bệnh mà nó vô nằm nhà thương ít ráo, vậy pháp tôi nó bỏ đâu? Các con cứ nghĩ coi, có phải ông Phật ở bây giờ, nếu mà ông Phật ông ở trên niết bàn, ông nhìn đệ tử của ông, những người đệ tử của ông, thật sự đệ tử của ông mà đi nằm nhà thương là ông đau khổ. Đạo Phật ra đời mục đích là làm gì? Làm chủ bốn sự đau khổ của con người, sanh già bệnh chết, thế đó nó có bệnh. Vậy mà các vị tôn túc, các vị hòa thượng gọi là thông suốt giáo lý của Đạo Phật, thường là có cấp bằng tiến sĩ, mà mỗi lần đau bệnh đi nằm nhà thương thì các con thấy như thế nào? Có phải là những người xứng đáng là làm thầy chúng ta không? Đâu xứng đáng đâu. Mục đích của Đạo Phật chúng ta phải đạt chứ, như vậy chúng ta mới xứng đáng làm thầy chứ. Mục đích của Đạo Phật chúng ta không đạt được mà chúng ta làm thầy ai đây? Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy được cái sai của Đạo Phật rất nhiều. Mà hiện giờ đây là một cái lớp mà thầy dạy làm chủ sanh già bệnh chết. Còn tất cả các chùa khác có dám nói làm chủ sinh già bệnh chết không? Có dám nói không? Không bao giờ có một chỗ nào dám nói. À, bây giờ tụng kinh hay niệm Phật để cầu giảm sanh, chết thì giảm sanh. Chứ có nói làm chủ sinh già bệnh chết không? À, dạy lớp tứ niệm xứ thì dạy mình tu như vậy, hai vậy, niết tam vậy. Chứ dám nói làm chủ sinh già bệnh chết không? Nói tôi nhập định này định kia, nói vậy chứ. Sự thật, mục đích của Đạo Phật đâu phải dạy chúng ta nhập định, mà dạy chúng ta làm sao làm chủ được những sự đau khổ của kiếp người mà thôi. Hôm nay thầy triển khai Đạo Phật đúng là chúng ta phải làm chủ bốn sự đau khổ này. Chính vì bốn nỗi đau khổ này mà Đức Phật đi ra bốn cửa thành mới bỏ cuộc đời mình, mới bỏ hết cuộc đời mình để đi vào rừng núi mà tu tập. Chỉ biết bao nhiêu sự khổ hạnh, 6 năm khổ hạnh cũng vì bốn sự đau khổ này. Mà nếu mà Đạo Phật ra đời mà không làm chủ bốn sự đau khổ này thì Đạo Phật đó là Đạo Phật gì? Cho nên ở đây chúng ta không cần biết chúng ta là thành Phật hay là Phật tánh hay là cái gì cả hết, nhưng tất cả những chướng ngại, những đau khổ trên thân tâm của chúng ta là phải quét ra cho khỏi. Mục đích quét ra cho khỏi thì chúng ta bằng chứng chúng ta thấy rất rõ, phải bằng tri kiến,
phải bằng sức tỉnh thức của chúng ta. Nếu không tỉnh thức thì chúng ta bị hôn trầm thì miên mê muội, làm sao chúng ta làm chủ? Cho nên buộc lòng chúng ta phải chết đi một lần để mà chúng ta đủ cái sức tỉnh thức. Và khi đó, khi mà đủ sức tỉnh thức thì Đức Phật nói như thế nào? Đức Phật nói tâm định tĩnh, có định tĩnh thì tỉnh thức chứ. Còn không định tĩnh làm sao tỉnh thức được? Định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Tâm mình chưa định tĩnh làm sao mà nhu nhiếm dễ sử dụng được? Tâm phải định tĩnh. Mà giờ cứ đụng đâu ngồi đó ngủ gục hết mà làm sao mà định tĩnh? Các con thấy không? Cho nên sự tu tập chúng ta phải quét sạch ba cái hôn trầm thiền miên, ba cái lười biếng này ra hết thì mới có sức định tĩnh. Thì định tĩnh thì nó sẽ nhu nhiếm dễ sử dụng, không có khó khăn đâu mấy con. Chỉ có chút thôi mà Thiện Thảo đã làm được đó mà. Một tu sĩ trẻ tuổi mà ở đây trong vòng thời gian không dài lắm nhưng quyết tâm đã cố gắng, đã khắc phục được sự hôn trầm thiền miên của mình, thì đủ biết là Phật pháp không phải không làm được. Và đồng thời ở trong giới tu sĩ của chúng ta, hai người thầy chân thành già yếu như vậy thầy vẫn thức suốt đêm được, phải không? Rồi mọi người tuổi trẻ can dạ tiến tới cũng thức được, đâu có gì đâu là khó đâu. Thắng được giặc hôn trầm thiền miên mà, thắng được giặc si mà, rõ ràng mà. Chúng ta mang cái tâm si của chúng ta cho nên chúng ta bị mờ và u tối. Bây giờ chúng ta nỗ lực chúng ta tu thì chúng ta có quét sạch nó ra chứ. Mà đã có người làm được rồi, thầy làm được, hai người kia làm được, còn bao nhiêu người khác mới làm được chứ. Chúng ta quyết định chúng ta là con người, có con người làm được thì chúng ta làm được. Ngày xưa thầy tu một mình, thầy nói Phật làm được, thầy phải làm được, nhất định là phải làm được, chết bỏ. Thà là chết xuống tấm hơn là mà không làm được những điều được Phật dạy, không chứng minh được. Và lời của Hòa Thượng Thanh Tường ngày xưa đã nhắc thầy, khi mà thầy đến tu viện chân không, thầy đã tu tập với Hòa Thượng Thanh Tường. Hòa Thượng nói, một người tu chứng, có một người tu chứng là Phật Pháp còn, mà dù là có hàng vạn người tu mà không chứng thì Phật Pháp vẫn mất. Chứng là chứng cái gì mấy con biết không? Không phải chứng Phật tánh đâu, mà chứng làm chủ được bốn sự đau khổ của kiếp người, sanh già bệnh chết, đó là chứng đó. Nếu mà chúng ta không có đủ sức thì làm sao mà chúng ta làm chủ được? Cho nên ở đây chúng ta trực tiếp ngay vào cái sự tu tập của chúng ta để làm chủ, để làm chủ. Vậy thì mấy con được đủ duyên được nghe lời thầy dạy mà phải cố gắng nỗ lực. Một tuần lễ mấy con làm được 3 bài, 5 bài về định vô lậu. Các con làm nhiều thầy không có nói sao mà làm nhiều quá thầy làm sao chấm hết, thầy không nói. Mấy con càng làm nhiều tốt chừng nào chừng đấy. Thầy không có nói rằng mấy con làm nhiều quá là thầy quá cực, thầy không có sợ cực thầy, mà thầy sợ mấy con làm biến. Một tuần lễ làm một bài đó thôi thì cái đó là thiệt mà. Cái tri kiến của mấy con nó cùng nhục, nó cùng nhục, nó cạn cợt vô cùng. Các con cứ thấy một tuần nay mấy con làm bài thì cái tri kiến của các con nó từ đó mà nó phát triển lên từng chút từng chút. Các con thấy rất rõ, nghĩa là cái sự hiểu biết của các con về nhân quả càng lúc nó càng sâu sắc, càng hiểu biết thêm, càng thấy được duyên nhân quả trùng trùng, càng thấy được đặc tướng của nhân quả kinh khủng. Hở ra chút là thấy cái tướng của nó, hở ra chút mấy con thấy tướng. Hồi kia mấy con có thấy gì được đâu, bây giờ mấy con đã thấy được cái trùng trùng duyên khởi, trùng trùng duyên sanh, trùng trùng duyên diệt. Bắt đầu từ đây mấy con mới hiểu, rồi từ đó mấy con mới siêu ngẫm qua con người của chúng ta, mấy con cũng sẽ thấy nó như là thấy chỉ trong lòng bàn tay, không sai khác đâu mấy con. Cho nên cái càng học càng tu mấy con càng tiến bộ. Ở đây tiến bộ không phải lấy cấp bằng, mà tiến bộ đi đến cái chỗ làm chủ sinh già bệnh chết. Kẻ nào mà làm chủ sinh già bệnh chết là người đó là có cấp bằng. Cái cấp bằng làm chủ sinh già bệnh chết chứ không phải cấp bằng cái mảnh giấy kia. Ở đây nó không phải là cái miếng giấy để chứng nhận cho mấy con thông suốt hiểu biết vậy đâu, mà chính nói lên được cái cấp bằng của các con là bằng cái kinh nghiệm thực sự của các con làm chủ được bốn sự đau khổ của kiếp các con. Và các con biết rằng trong một đời này thì các con không còn tái sanh nữa, nghĩa là trong một đời này thôi, nghĩa là các con chỉ còn một kiếp này mà thôi trong cái cuộc sống trên hành tinh này. Nó thì những điều mà thầy dạy thì các con nhớ kỹ và ghi khắc lại những cái điều này. Hôm nay thì những lời thầy dạy đến đây thì mấy con có người nào hỏi những gì thì mấy con hỏi tại đây. Khi mà chúng ta rời khỏi cái tổ đường này thì chúng ta không được hỏi nữa, nghĩa là bây giờ còn đang cái giờ hỏi thì mấy con cứ, người nào muốn hỏi thì mấy con cứ hỏi. Còn dù là một cái đứa bé nhỏ, dù là một vị tu chứng
là chúng ta giữ cái sự bình đẳng của sự tôn kính. Nghĩa là đối với một người tu chứng một vị Phật, rước một vị Phật, chúng ta cũng cung kính như vậy. Và một cái đứa bé nhỏ nó chưa biết gì hết, chúng ta vẫn cúi đầu chào nó, thì cái hạnh này rất là quý, rất là quý. Nên cố gắng duy trì cái đức hạnh đó. Còn đó là cái hạnh mà nhằm để mục đích diệt ngã của chúng ta, diệt cái ngã của chúng ta. Cho nên những cái hạnh rất là quý. Và đồng thời khi chúng ta được một người khác cúi đầu chào mình, thì luôn luôn mình là cái người lịch sự, thì mình phải chào lại họ. Khi người ta cúi đầu chào thì mình đứng nghiêm chỉnh lại và cúi đầu chào lại họ. Đừng vội vàng. Vì cuộc đời tu sĩ chúng ta không có gì, không có việc gì mà chúng ta vội vàng. Cho nên khi được người khác tôn trọng cung kính mình chào, thì mình cũng cố tôn trọng cung kính người khác, đứng lại chào nhưng không nói chuyện. Các con biết mình giữ độc cư, không bao giờ mình nói chuyện. Mình không có lợi dụng chỗ chào hỏi rồi mình nói chuyện này chuyện kia thì không hay. Mà mình giữ lễ độ, cái quay nghi tế hạnh của một người tu. Khi người khác chào mình chào đó, như vậy. Và đồng thời mình cũng biết rằng ở trong cái tu viện của mình nó đã quen đi, nó đã quen đi. Còn cái hạnh đó thì chúng ta giữ gìn rất tốt. Lúc nào chúng ta giữ gìn những cái hạnh đó thì rất là đẹp. Với một cái người mà đứng lại cung kính chào người khác thì chúng ta thấy cái người đó quá là quá đẹp, biết tôn trọng người khác. Vì vậy mà chúng ta cũng nên học những cái hạnh này. Khi gặp nhau chúng ta đứng lại, chúng ta cúi đầu chào nhau, dù là người lớn người nhỏ, chúng ta đều giữ được cái hạnh cung kính nhau rất tốt. Sau khi chúng ta ở trong tu viện, ở trong tu viện chúng ta sinh hoạt như thế này, chúng ta không nói chuyện nhau, nhưng mà khi đi đụng đầu thì người đằng kia, thì cái người nhỏ đó, cái người mà nhỏ tuổi hơn với cái người lớn tuổi, chúng ta ở đây chúng ta đừng nghĩ là cái người tu chứng là người không gì, nhưng mà cái người nhỏ tuổi thì chúng ta đứng lại trước, chúng ta chào cái người lớn tuổi, đừng để cái người lớn tuổi chào mình trước, và mình chào cái người lớn tuổi trước. Mình kính lão, kính người già, mình thấy cái người đó đã trải qua một cái cuộc đời mà. Còn riêng mình có tu chứng, mình vẫn thấy là mình con người còn tuổi nhỏ, mình vẫn thấy mình không có gì hết. Như vậy từ cái chỗ mà mình tu chứng, mình có giỏi giang, mình có gì nữa, mà mình đứng lại mình chào một cái người già trước, mặc dù cái ông cụ già đó là dốt nát, rất phàm phu, nhưng mà mình vẫn cúi chào ông ta như thường, tức là từ đó mình cũng đã diệt cái ngã của mình. Nhiều khi chúng ta tự cảm thấy mình có cái hay, có cái sự tu hay, nghĩa là mình chưa tu chứng á, thì cái ngã mình nó vẫn còn, cho nên mình hơi yêu từ đó, người ta chào mình mà mình vẫn thản nhiên mình đi xuống, thì cái đó là nó không hay, nó cái đức hạnh nó không tốt. Cho nên hôm nay do con hỏi về cái đức hạnh, thì chắc chắn một ngày nào đó về cái bộ giới luật mà thầy sắp sửa viết để dạy về quay nghi tế hạnh, khi chúng ta gặp nhau chào nhau bằng cái gì, chắp tay hoặc là cúi đầu, vấn đề đó là vấn đề của đạo Phật của chúng ta đã dạy. Cúi đầu của chúng ta đó là Nho giáo đã dạy chúng ta, khi chào hoặc là khuỵu tay chào cúi đầu đó là Nho giáo. Còn Phật giáo thì chúng ta chắp tay và cúi đầu, cho nên khi mà chúng ta bận hai tay mắt mang sách gì đó thì chúng ta không chắp tay lại được, thì chúng ta chỉ đứng lại im, đứng lại ngay thẳng, rồi chúng ta cúi chào người khác, rồi chúng ta sẽ bước đi. Và người khác khi được chào thì người ta cũng đứng lại ngay liền, và người ta cũng cúi chào mình, nhất là mình bận hai tay mình ôm mình bát hoặc gì đó thì mình không thể nào chắp tay được. Còn nếu như mình đi không, mình không có gì hết, thì ngay người ta đứng lại chào thì mình chắp tay lên trước ngực của mình, tức là mình tỏ lòng, tỏ nơi lòng của mình cung kính người khác bằng đôi bàn tay chắp lên rồi cúi đầu chào xuống. Như vậy quá đẹp đẹp quá, cái hình dáng mà cái hình tướng, cái hình dáng mà cung kính chào nhau như vậy làm cho cái người nào người ta cũng thấy những cái con người này là con người lễ độ và con người có đức hạnh. Cái hành động chúng ta sống người ta cũng đánh giá được cái con người của chúng ta là con người có đức hạnh. Bởi vì đó là cái quay nghi tế hạnh của cái lễ của chúng ta đối xử với nhau, con người đối xử với nhau, cung kính tôn trọng nhau qua cái hành động đó. Cho nên ở đây những điều đó mấy con sẽ được học, và những cái bài học đó nó sẽ được ghi lại thành sách vở cho con cháu chúng ta ngày mai này biết lễ độ, biết đối xử nhau. Vì biết lễ độ, biết đối xử nhau cho nên chúng ta thương yêu nhau. Còn nếu mà chúng ta không biết, không có lễ độ, không đối xử nhau như vậy thì chúng ta sẽ không thương yêu nhau và chúng ta có thể giết hại nhau. Đó, những điều mà thầy sẽ viết thành sách và để lại cho đời sau đều là dạy những đức hạnh, dạy những quay nghi tế hạnh để đối xử, để nuôi lớn lòng
cái nuôi lớn lòng cung kính tôn trọng nhau, cái sự bình đẳng đối xử với nhau, và cung và nuôi lớn lòng thương yêu của chúng ta đối với nhau, con người đối với con người, và con người người đối với loài vật, đối với loài vật. Ví dụ như một con vật, một con chó hoặc con mèo, chúng ta không bao giờ mà đánh đá nó một cái rất mạnh, làm cho nó đau khổ, chúng ta không bao giờ. Dù chúng ta có giận gì đi nữa thì chúng ta gạt nó ra mà thôi, chứ đừng có đánh nó, tội nó đau. Vậy cho nên chúng ta biết tôn trọng con người với nhau thì cũng nên biết tôn trọng cái loài vật. Vì tôn trọng loài vật tức là tôn trọng sự sống, tôn trọng sự sống, vì loài vật có sự sống như chúng ta, chúng ta biết tôn trọng. Đó là những điều mà các con sẽ học ở trong cái bộ giới luật, tức là giới luật đức hạnh, mà thầy sẽ tiếp tục thầy làm công việc này cho để lại cho đời sau. Nếu mà thầy không dạy thì mấy con cũng có người được đọc sách Nho, cũng có người được học tập và chút ít nào về đạo đức mà chúng ta còn giữ lại của truyền thống của dân tộc chúng ta. Cho nên cái lễ nghĩa của dân tộc chúng ta đều có. Vậy mà thầy là người sẽ triển khai lại những cái văn hóa, cái truyền thống của lễ độ quay nghi này. Cái hợp ở đây thì con cũng rất tâm đắc, nhưng con muốn một điều là con hôm nay hôm qua nay á thì con muốn mua một miếng đất ở cô bên này á, nên là con ở cái phòng mà phòng thuốc từ thiện và nuôi những người già, tức là trường ở cho con được một cái ý kiến được sáng lên cho con niệm con. Từ lâu thầy đã có soạn thảo cái phương án thành lập cái khu trung tâm an dưỡng. Trong cái khu an dưỡng thì nó có cái khu điều dưỡng. Khu điều dưỡng tức là cái bệnh viện hoặc là cái tệ tỉnh đường, tùy theo cái sự điều trị để giúp đỡ cho những người bệnh, mà trong cái giúp đỡ đó là hoàn toàn là không miễn phí, không có lấy tiền. Và hôm nay con có một cái tâm niệm về cái phòng thuốc để trị bệnh, tức là cái khu an dưỡng điều trị thân bệnh. Thì cái ước muốn của con thì nếu mà có điều kiện mà giúp ngay trên tu viện của chúng ta đang tu tập có một cái cơ sở để điều trị bệnh, để an ủi, không riêng những tu sĩ chúng ta khi tu tập như tới nơi tới chốn đó, họ còn bệnh đau thì họ cũng có cái chỗ để họ điều trị. Và đồng thời thì những người cô bác chúng ta xung quanh hay những người nghèo trong xã hội khi đến thì chúng ta cũng sử dụng lòng từ thiện đó. Cho nên thầy có kêu các cái nhóm từ thiện ở trong nước cũng như ở ngoại quốc đó, sẽ họp nhau, chúng ta gây một cái tài khoản gì đó, chúng ta để mua thuốc thang hoặc là trang bị những cái máy móc thiết bị của y khoa, để khi mà được cái giấy phép của nhà nước cho chúng ta thành lập cái trung tâm an dưỡng đó, thì chúng ta có cái giấy phép thì chúng ta thực hiện thì không ai nói gì. Còn riêng con hiện giờ đứng ở trong cái cương vị con có cái giấy phép của người hành nghề của đông y, thì con mới mở được cái phòng từ thiện, thì chắc chắn là nhà nước sẽ chấp nhận liền. Còn đợi thầy mà có giấy phép thì nó phải có thời gian lâu. Tại vì con cũng đã có giấy phép hành nghề trung lão, và con cũng đã hành nghề trên 6 năm nay, và con cũng đã từng lập ra cái trung lão thời gian con cũng làm, nhưng mà con cũng muốn là ở gần chùa cho những người bệnh, người ta biết được đâu là Phật pháp, đâu là bệnh tật, để người ta còn tâm để cho người ta có một cái tâm niệm về quay về cái chính là cái đạo. Nhưng mà cái thân của người ta bệnh thì mình phải để ý thân mình dần từ từ để nhắc cho người ta đến con đường nào. Hơn nữa là ở gần chùa thì cuộc sống của mọi người, người ta sẽ được an lạc hơn, và cảm nhận là người ta sẽ không còn một cái những cái phiền não trong con người người ta nữa. Nên con quyết định là con hôm qua nay là con suy nghĩ, nhưng mà sáng này con mới đi coi đất đó, là thì con cũng đã quyết định thì con làm, nhưng mà con chưa hỏi ý kiến cô trưởng lão nên con hôm nay sẵn dịp đi thì bảo con cũng trình bày lại nhiều, nếu như vậy thì con tiến hành thì trong vòng một năm hoặc là qua ba năm nữa, qua Tết là con sẽ tiến hành với người ta. Như vậy là đây là cũng một cái duyên đó mấy con, một cái duyên mà từ lâu thầy cũng cứ ước ao rằng cái khu trung tâm an dưỡng của thầy nó sẽ được ra đời, và đồng thời nó có cái bệnh viện, một cái bệnh viện tư từ thiện đông y hoặc là tây y bên đó, cái gì dù sao thì nữa nó cũng có đông y chúng ta. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng phải trang thiết bị máy móc y khoa đầy đủ, để lúc bây giờ đó những người tu sĩ của chúng ta, dù là trong các hệ phái của Phật giáo, tu sĩ nào cũng được đến đây điều trị với một cái tình thương của chúng ta.
mà miễn phí hoàn toàn. Bởi vì một tu sĩ chúng ta mang áo như các xưa các thầy, như thầy bây giờ nằm trong bệnh viện dân sự, rồi người ta đâu có cho mình nằm riêng đâu, người ta cho nằm chung. Với một cách đau đớn lắm hay không? Khổ lắm hay không?